Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Quý Linh và Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay, xem trái tim của họ có chạm ngõ với nhau hay không. Và bây giờ xin mời hạ màn xuống. Trong cái giai đoạn này là em chơi với bánh bèo không ạ? À? Ảnh bởi bánh gai, em bánh bèo. Anh là bánh mì. Anh là bánh ú. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Dạ chào quý khán giả. Sao giọng khang dữ vậy? Dạ hôm qua em làm MC hơi lố anh. Làm MC chương trình gì? Tối hôm qua làm chương trình khai trương tiệm áo cưới. Dạ. Tên là gì? Dạ em tên là Trương Bá Ma Long ạ, 26 tuổi. 26 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Em đang công tác ở đâu? Em tên là Trần Ngọc Hiền, năm nay em 25 tuổi và hiện em là giáo viên mầm non ạ. Sở thích của mình là cái gì nè? Dạ em thích xem người khác biểu diễn lắm. Ví dụ như một người sơn đông mãi võ nè, hoặc là một người ca sĩ hát rong, hát kiều kéo. Những người đó em đều rất là trân trọng ạ. Em thích MC không? Dạ thích cứ vô cùng. Anh bên bển làm MC á. Dạ. Bên đây có hai anh MC, một MC đám cưới và một MC đám giỗ. Không, MC em làm đại phụ thôi. Người chính làm gì? Em hiện tại làm phó giám đốc của công ty bất động sản Lộc Sơn Hà. Rồi, lý do tại sao mình chưa có bạn trai? Dạ, lý do mà chưa có người yêu là chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trước 21 tuổi. Là trong cái giai đoạn này là em chơi với bánh bèo không ạ? Ủa chơi bánh bèo là sao? Dạ là chơi với mấy bạn gái giống em nè. Gái dạ. Sao gọi bánh bèo? Em hay nói vui á, bánh bèo với bánh gai. Ảnh bởi bánh gai, em bánh bèo. Anh bên đây bánh mì. Anh là bánh u. Rồi sau đó, sau cái giai đoạn chơi với bánh bèo, lên mình học cao đẳng á, thì mình tiếp tục chơi với bánh bèo. Tại vì giáo viên mầm non là đi tàn bánh bèo thôi. Dạ, rồi sau giai đoạn sau này là đi làm thì đa số là phụ huynh nè, hoa đã có chủ, không thể nào đập chậu và cướp hoa được. Nên vì vậy mà ế luôn tới giờ. Ưu điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em á, em nghĩ là em biết lắng nghe và em biết chia sẻ. Em sống rất là tình cảm. Khi mà người ta có những tâm sự gì đó, em nghĩ là em có thể làm cho người ta có thể vơi đi nỗi buồn. Dạ. Khuyết điểm của em á thì em hay mít ướt lắm. Em hay xúc động khi nói về mẹ của em, hoặc là khi mà em thấy một câu chuyện cảm động rồi đó trên TV thì em cũng xúc động. Mình muốn một cái người bạn trai của mình là một người như thế nào? Đối với người bạn trai của em á, ngoại hình nó là một cái ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết. Cái đó không là... đúng rồi. Nói chuyện khó hiểu. Tưởng đâu là ưu tiên, tự nhiên ưu tiên mà không bao giờ em chọn hết, cũng nói ngược nữa. Rồi. Nên em cần anh ấy có một sự chững chạc và điềm tĩnh. Tại vì em thích một người mà có cảm giác là cho em có sự an toàn. Vậy thôi. Đơn giản vậy dạ. Trời. Đáp ứng được không em? Dạ em dư luôn anh ơi. Quá dễ luôn, cái đó mà không được nữa là thôi. Em dư luôn. Dư luôn hả? Ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Cứ nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, ưu điểm của em thì rất là nhiều. Vui tính, hòa đồng, chịu thương, chịu khó, siêng năng, có tư duy thành công, yêu thương ba mẹ, bạn bè, gia đình và mọi người rất là yêu thương em. Nhược điểm của em là đôi lúc hơi nói nhiều tí xíu. Em si mà anh. Rồi em thích làm cho mọi người cười. Mọi người cười vui quá cái mình cười luôn, cái đôi lúc nó hơi lố tí xíu. Khuyết điểm gì nữa không? Ăn nhiều đó. Anh nói vậy đó em thấy sao? Là anh là một người đàn ông rất là lý tưởng đối với những cô gái. Có lý tưởng nói với em không? Nói nhiều thì em hơi e ngại. Hơi e ngại hả? Dạ. Tại mẫu người của em á là anh Đinh Tiến Đạt. Anh Đinh Tiến Đạt anh rất là ít nói. Có gì anh kiềm lại em ơi. Trong đó có một sự điềm tĩnh và em thấy là sự an toàn đó, em thích như vậy. Anh sẽ che chở cho em. Vì sao hồi nãy nói không có cần ngoại hình? Đúng rồi, anh Đinh Tiến Đạt anh lùn lắm. Thì còn cái điểm nào mà không thích ở một người bạn trai không mà chị qua chị coi mặt? Em á hả, em không thích là cái anh đó mà lần đầu tiên gặp mặt em á hay đụng chạm vào người của em á.
có những cái sự dê nhẹ nhẹ là không dạ, thích. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thôi nha. Dạ vâng. Nhớ gặp người ta. Thấy cái mặt này quen quen ta. Đó chương trình em làm giám khảo đó. Bởi chị thương em đó. Chưa có bạn gái. Dạ có mà chia tay rồi chị ơi. À vậy là cái cô bữa hổm mà tới bạn có thực tài là bạn gái đúng không? Tôi nhớ cô đó đẹp lắm à. Dạ. Dạ, cái con mà quay trên là bạn gái. Còn cái con mà ra diễn chung với em là em gái. Nói chung xung quanh lúc nào cũng toàn là con gái. Dạ. Mà hôm nay đi lên bạn muốn hẹn hò, muốn tìm thêm một bạn gái nữa. Dạ. Dạ luôn. Cái tham lam không quá phải, nha. Tại ở ngoài mình không có duyên, nhà chương trình trợ duyên giùm em. Phải không? Dạ. Thích cô gái cái mẫu lý tưởng giống ai? Dạ giống cô bạn. Ghê, ghê, dễ sợ luôn. Biết cổ bển sao không? Dạ hiền hậu. Dạ dễ thương. Với chân dài nữa chị. Không có dài chân cục lủng mà. Được không? Dạ mặc áo dài. Ai nói mặc áo dài? Dạ nói chung là thường thường mấy cô giáo mà dạy mầm non á, thường thường hay mặc áo dài đồ. Thương con nít, mẹ cũng thương con nít dữ lắm. Cái đó là người ta đi dạy. Dạ. Còn bữa nay người ta mặc quần sọt. Quần sọt lửng, áo thun ba lỗ. Không, em nghĩ không phải vậy đâu. Em tưởng tượng ra mà em nhìn xuyên bằng đêm. Giờ mà. Cá không? Dạ. Giờ cá nè, nếu mà không mặc áo dài thua tôi cái gì? Cá luôn. Cá cái gì? Bao nhiêu cá em chơi luôn. Ba chơi chỉ điểm kỳ ba. Cho ba cái micro phỏng vấn ba cái ba chơi kỳ quá. Tại con lành hơn ba. Dạ. Dạ. Ba thấy cô bên này sao ba? Dạ, chấm 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 chấm. Ba cho được mấy điểm ba? Mấy điểm ba? Dạ này để con trai cho. Trời ơi sao hai cha con đá qua đá lại không vậy trời ơi trời. Em hôm nay mình tới tham gia chương trình với ai? Dạ hôm nay em tham gia chương trình với mẹ của em ạ. À. Vậy hả? Dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ của em đây ạ. Dạ dạ chào cô. Cô thấy bạn trai bên kia sao cô? Thì cái đó là do con của cô thôi chứ cũng. Cô có nhận định gì con không? Cô có góp ý gì thì con? Mới gặp lần đầu thì thấy chắc nó nhiều. Dạ con cảm ơn cô, dạ, đó sở trường của con đó. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Rồi thì vậy thấy hai gia đình dễ quá mà. Có nghĩa là bây giờ tùy là đôi trẻ thôi. Đó, đó. Ông Mai qua, ông Mai qua. Dạ chào anh Nguyên Linh ạ. À. Chào cô giáo. Dạ. Tướng mặt quần sọt có thun ba lỗ đẹp ghê ha. Nếu mà bạn thích một cái người biểu diễn cho bạn xem thì đây là đúng đối tượng rồi đấy. Dạ. Một anh chàng cũng rất là trai. Dạ. Nhưng mà cô giáo ít nói vậy, một cái người nói nhiều quá thì có ngại cái điều gì không? Dạ em thuộc dạng hơi điên điên anh. Anh cũng không có nói ít lắm đâu. Chưa đúng lúc thôi, chưa bắt được kênh thôi. Anh đây cũng điên điên lắm. Hơi ấy ấy, cũng hai bên gặp nhau cũng dữ lắm mà. Thôi để hai người gặp nhau thôi ha. Bên đây đẹp trai, nói chung đẹp trai đó. Lanh lợi. Bên đây cũng đẹp gái vậy anh Linh. Đẹp gái. Chúng ta cho hai người gặp đúng rồi, mặt nhau cái đã. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Chưa, từ từ. Cũng nôn quá à. 2 phút dành cho nhau, bắt đầu. Em xin chào anh ạ. À. Anh xin chào em. Dạ. Em thích coi biểu diễn. Dạ đúng rồi. À, vậy em có muốn anh biểu diễn một tiết mục cho em coi không? Dạ, nếu anh có chủ ý. Ở đây anh có một cái hũ ha, cái hũ này trong này không có gì. Dạ, chắc chắn không có gì đúng không? Đậy xuống. Rồi. Ở đây là trang giấy trắng. Em cầm cái quẹt, em bật lên. À, giữ nguyên nha. Rồi. Hai mình gặp nhau đúng không? Yeah. Tình cảm bắt đầu tìm hiểu nhau. Đó, anh ảo thuật gia nữa. Và một điều kỳ diệu xảy ra khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đúng không? Tìm hiểu nhau thì nó sẽ đơm hoa kết trái ra một cái bông hồng. Và lần đầu tiên gặp gỡ thì anh không muốn quà tặng cho em. Yeah. Này. Một cái nhẫn. Trời. Anh muốn nhẫn cặp nha. Đó, hai cái hộp màu xanh giống nhau. À, màu xanh là màu xanh của hy vọng. Dạ. À, anh hy vọng mình là điểm đích cuối cùng. Đưa tay ra. Điểm đích cuối cùng là hai đứa mình đó. Em không. Em có một cái quan niệm như thế này, khi mà quen á là phải 4 giai đoạn. Đầu tiên là khởi động, cuộc chứng ngại vật, rồi tăng tốc rồi mới về đích. Chưa gì về đích em không chịu. Không không, cái này không phải đích, cái này mới khởi động thôi. Giống khởi động vậy đó. Giống. Khởi động, khởi động, khởi động. Em thích đeo ngón nào? Em nghĩ là ngón đầu tiên. Rồi dù gì cũng nhận rồi, cho vàng hóa tay đi các bạn.
Anh không tặng em bông hoa đó hả? Bông hoa để tạo thật. Bông hoa đó người ta đi kiếm cơm đó. Chết chưa? Ta quan trọng bông hoa tới cái nhẫn chưa mà. Tiêu chuẩn một người bạn gái của anh là như thế nào? À, cao. Dạ. Nguyên. Dạ. Giả vờ hiền được không anh? Anh nghĩ em là một người rất hiền hậu, tại vì anh cũng có biết coi tướng nữa. Dạ, anh chỉ cần một người vợ hiền thôi hả? À, hiền, lãnh đang, có thể chăm anh giống như chăm em bé vậy đó. Với lại có chí cầu tiến. Dạ. Anh nghĩ chí cầu tiến vậy là tương lai anh sẽ làm gì? À, cái mục đích của anh tương lai thì nó rất là lớn. Dạ. À, mục đích của anh là có một cái biệt thự. Dạ. À, cái biệt thự đó sẽ có ba mẹ anh. Dạ. À, nhà em, bên em, ở chung với nhà cho nó vui. À, có cái hồ bơi đó, chiều chiều mình sẽ dắt con ở đó bơi đó. Anh sẽ mua một chiếc mui trần, tại giờ mà xế hộp thì nó kín quá, chạy không ai thấy hết á. Anh thì hay đi xô lắm, anh sẽ chở em và con đi cùng, chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh tuyệt vời, đúng không? Ước mơ của anh nó khác hẳn ước mơ của em. Ước mơ của em là gì? Ước mơ của em là có một ngôi nhà tầng trệt thôi, cấp 4 bình thường, xung quanh nó trồng nhiều cây và hoa, và đi xe, anh thích đi xe đạp thôi. Không có thích mua trần. Nếu như vậy thì anh sẽ để một cái nhà cấp 4 sát bên cái biệt thự. Em buồn buồn thì hai đứa mình có đó ở. Anh sẽ mua một chiếc xe đạp, anh sẽ trồng nguyên một vườn hoa cho em, anh cũng thích hoa lắm. Trời, ước mơ vậy đủ lắm rồi. Mua trần mà xuống xe đạp. Bây giờ vậy nè. Không, để chiếc xe đạp đó mình mua trần. Rồi, rồi, tạm dừng ước mơ của bạn lại đi. Yeah. Chúng ta nói chuyện về hôn nhân và gia đình, quan điểm thế nào về tình yêu. Có vẻ như là em có vẻ hơi là kén chọn như tình cảm đúng không? Em trong tình cảm em rất là nghiêm túc, không kén chọn. Nhưng mà khi mình đã chọn thì là mình sẽ gọi là quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình. Căng thẳng quá. Em làm anh căng thẳng quá. Anh là một người rất là hài hước. Anh thích anh thích nhìn thấy nụ cười rất đẹp của em. Cảm ơn anh. Mà em cầm cái nhẫn với bông hồng của anh là anh vui rồi đó. Hết thời gian. Như đó ta cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Vấn đề là chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hãy nói thật với trái tim của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn lại bấm nút? Em nghĩ là khi mà gặp một người á, trong một lần là mình không nên đánh giá. Mình sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó để mình quyết định. Và em nghĩ là mình nên cho mình một cơ hội. Còn em? Em đã nhìn thấy gì ở cô gái này? Dạ, em thấy bạn gái có sự hiền hậu, khiêm tốn, dễ thương. Cô giáo mà. Dạ, dễ gần. Thì chúc mừng hai bạn, gửi tặng hai bạn con bé xem phim. Dạ. Và đây là hai phần quà tặng cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có giờ đưa nhau đi xem phim. Vâng, xin chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Đây là số đặc biệt dành cho những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam, được phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Đúng rồi. Đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thường việc là được. Thông viên. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá. Con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Em có ngại về cái vấn đề làm dâu? Dạ, làm dâu thì em cũng không ngại. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. Mời nhà trai. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia nghe luôn nha. Mời nhà trai. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Xin phép chào bạn nữ bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trương Văn Pháp, cấp bậc là thượng úy, chức vụ là chính trị viên đại đội.
Hiện đang công tác tại đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 738 bộ chỉ huy sự tỉnh Long An. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con nay 29 tuổi. Ủa vậy bây giờ đang cư ngụ ở đâu nè? Dạ hiện nay con đang ở Long An. Ở Long An luôn ha, dạ. Làm việc công tác. Là khu huyện nào con? Dạ con ở huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Thạnh Hóa. Long An. Dạ. Bên nhà gái mình giới thiệu coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Mỹ Hạnh. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Bè, thành phố em làm gì nè? Dạ, em làm kỹ sư cho một công ty nông nghiệp. Mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu đi Pháp. Dạ, con thì điểm mạnh thì con chơi được thể thao một số môn. Như, môn gì? Đá bóng, bóng chuyền, bơi lội. Cái ưu điểm tí nữa là con không có giận dai, không có thù lâu. Nhưng mà cái khuyết điểm của con là con hơi khô khan tí thôi. Chú thấy con không khô gì đâu, cười cũng tươi lắm á. Nhưng mà hơi già hơn trước tuổi thôi. Nhìn đâu ai biết 29 tuổi. Bạn bè con cũng hay nói con già trước tuổi. Cũng có nói gì luôn hả? Dạ, có chứ. Mà Pháp yên tâm đi, bên đây ta kỹ sư nông nghiệp, ta tưới tiêu cho, tưới bón rồi về tưới. Dạ. Lại con tật xấu gì không Pháp? Con thì tật xấu con cũng hay nóng tính. Mình có ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè con? Tính cách của con thì con tự thấy mình là một người độc lập, mạnh mẽ. Và mọi người thì cũng thường hay nhận xét con là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Có nhược điểm gì không? Dạ nhược điểm là nhiều khi cười quá thì nó hơi lố. Nên trước khi lên đây bạn con cũng có dặn là hơi tiết chế lại chứ để mọi người đánh giá. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Con thì được một mối tình. Chia tay cách đây thì cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm lý do? Trong thời gian quen thì cũng bình thường, nhưng mà tới một ngày thì con chiêm nghiệm lại cuộc sống của con thì con thấy con với anh đó không cùng lý tưởng. Nên là con quyết định chia tay. Cái lý tưởng sống của con là gì? Dạ, lúc mà con quen anh đó thì con xác định là tương lai của con sẽ về quê. Nhưng mà sau một thời gian thì con xác định là con đi học, phát triển sự nghiệp. Nên là con không cùng chí hướng với anh đó nữa. Ông mối ông kỹ sư nông nghiệp hả? Dạ. Trời, nhìn tưởng đâu. Dạ cái này con... phơi nắng nó cháy chứ. Cháy đó hả? Đi nông nghiệp mà nó cháy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người trưởng thành. Trưởng thành, ai lớn lên cũng trưởng thành. 29 là trưởng thành rồi. Dạ, nhưng có một người tuổi lớn nhưng mà cái tính cách người ta không có được chín chắn. Ai vậy? Ai mà tuổi lớn có mà những... Có nói... những người. Đừng nói nha, đừng nói chú nha. Có ngoại hình sao? Dạ, ngoại hình thì cao trên 1m65. Dạ. Bạn đó cao nãy thấy rồi, cao lắm. Được rồi. Không, sao nữa? Không hối. Đảm bảo không hối, nãy là thấy không hối rồi. Bụng có bự không con? Bụng để coi nha, để coi có bự không. Trời ơi, người ta trong môi trường hoạt động mà. Chào cô. Trời, nó là bụng con bự, người rắn chắc, da ngăm đen, ok? Dạ. Còn con muốn cái mẫu người bạn gái mình sao? Chủ yếu con mong muốn ở bạn gái con thì nếu mà được thì con mong muốn là thấu hiểu nhau một tí, thông cảm về cái công việc của con. Và một cái nữa là nếu mà tiến tới xa hơn đó, nếu về quan hệ gia đình bên chồng thì hơi hài hòa một tí là được. Hài hòa, kính trên nhường dưới đúng không? Dạ. Con làm được không con? Dạ được. Đã được đúng không? Dạ. Rồi có thích kỹ sư nông nghiệp không? Dạ cũng thích kỹ sư đó cô. Mấy người mà yêu thiên nhiên á, hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Là thường là những người dễ Pháp. Gần lắm á. Pháp có mấy mối tình rồi? Dạ con tới thời điểm bây giờ là có 4 mối tình rồi. Trời đất ơi. Mối dài nhất là nhiêu? Mối tình dài nhất của con là được gần 3 năm. 3 năm. Ngắn nhất? Ngắn nhất là khoảng 5 tháng rồi cô. Ừ. Rồi lý do sao chia tay? Một là về cái tính cách không hợp. Hai là cũng về cái công việc của con. Rồi ba là về cái địa lý, như cái mối tình cuối cùng của con. Yêu là... xa. Dạ, yêu xa quá rồi bạn đó không có chấp nhận được. Rồi cưng cái ngoại hình của bạn gái cưng muốn sao nè, tóc tai sao? Dạ, đối với con thì quan điểm của con là về người phụ nữ thuần Việt là được. Thuần Việt. Đừng có nhuộm tóc mà kiểu lè lẹt quá, con không có... Bên kia không hề nhuộm, bên kia tóc ông bà đen được. Ừ, ông bà mình nói ngộ lắm con ơi, ghét của nào trời trao của nấy con ơi. Nhưng mà vấn đề cái tóc á thì mình nhuộm lại mấy hồi. Dạ, dạ. Bây giờ á là mình hỏi ý kiến người thân đi. Ừ. Rồi mình cho gặp nhau đi. Bây giờ mình đi với thủ trưởng của mình đúng không? Dạ. Cao với cô Hồng Vân với lại chú là hôm nay con đi với lại thủ trưởng con là trung tá Đậu Bá Hà, chính quỹ của trung đoàn. Dạ. Đồng chí thiếu tá Lê Ngọc Bích, phó tiểu đoàn trưởng. Và các đồng chí trong đơn vị của con. Rồi. Rồi, xin mời. Dạ. Đại diện chỉ huy ạ. Trước hết thay mặt chỉ huy đơn vị xin gửi tới MC Quyền Linh, MC Hồng Dân và biên tập chương trình Bản Môn Hò. Dạ. Nói về đồng chí Pháp thì đồng chí Pháp là một người đầy trách nhiệm trong công việc, thì luôn luôn là tin tưởng, được cấp trên tin tưởng và giao phó. Giao việc gì là đồng chí Pháp là trọn vẹn,
trong mọi công việc. Riêng về phía bạn gái, phía đơn vị là ok rồi. Phần sau thì dành riêng cho hai bạn là tìm hiểu và tiến xa hơn. Và đơn vị cũng muốn là sau này là có một cái tấm thiệp hồng ghi tên của hai bạn trong cái chương trình mà qua cái nhịp cầu của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Và được gửi đến thủ trưởng. Xin hết. Mà thủ trưởng có muốn bạn này nhuộm lại tóc đen không thủ trưởng? Tóc thì nó cũng không quan trọng để đánh giá một con người. Dạ. Mà bên cạnh đó là phải đánh giá về vấn đề phẩm chất, đạo đức và tính cách của một con người thì mình sẽ tìm hiểu hơn. Dạ. Xin hết. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Trời, cảm ơn thủ trưởng. Công nhận là thủ trưởng là rất là tâm lý luôn. Trời ơi. Tâm lý và thương, gọi là thương đồng đội. Rồi hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp của con. Ừ. Rồi xin mời bạn đồng nghiệp. À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, chào Pháp và chào toàn thể hội trường. Con là Nguyễn Thị Anh, con là bạn của Hạnh. Với nhận xét về Hạnh thì Hạnh là một người rất là thân thiện, hòa đồng, chăm chỉ, siêng năng. Nhận xét về bạn trai thì bạn trai cũng khá là hợp với Hạnh. Nên là cũng rất mong là hai bạn có thể cho nhau cái thời gian để tìm hiểu nhau. Cảm ơn cưng. Bạn trai hôm nay quá là đàn ông đó, đàn ông dũng mãnh luôn á. Bây giờ mở rào nghe. Mở rào. Bắt đầu đi Pháp. Trời ơi, này tự tay làm chắc luôn nè. Chào anh. Chào em. Cái này có anh có phần quà. Đây là do chính tay anh với các đồng chí ở đơn vị cùng nhau làm. Dạ. Gửi em. Dạ, em cảm ơn ý nghĩa đi, Pháp nói ý nghĩa cho bạn nghe. Cái cây này nhìn nó đơn giản, nó gai góc rồi, nhưng mà anh muốn tượng trưng là ví dụ sau này mình có tiến xa hơn nữa thì anh cũng như cây này nè, che chở được cho em với lại cả gia đình của mình. Rồi nhận đi con, rồi mình tặng lại liền. Nhân tiện diện này thì em cũng có món quà tặng anh. Đây là cái sản phẩm lan mà bên công ty tụi em nuôi cái mô ra. Cái món quà này là do em tự tay trang trí. Thì đây là lan vũ nữ anh tặng, em tặng anh với ý nghĩa là sẽ mang đến sự may mắn và hạnh phúc cho anh ạ. Rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Dặn anh đi, anh để ở cửa phòng anh á, sáng là anh phải chăm sóc nó này kia. Anh về ráng tưới cho nó ra bông nha anh. Rồi. Chúng ta trò chuyện với nhau để tìm hiểu lẫn nhau đi các bạn. Anh có một cái ý kiến nhỏ vậy thôi, là tại vì anh là con trai một, vậy sau này nó có một cái là phải, anh muốn là vợ của anh nó là phải làm dâu ở trong chung ba mẹ của anh. Em có ngại về cái vấn đề làm dâu? Dạ làm dâu thì em cũng không ngại ạ. Không biết là anh thấy em vậy anh có ngại không? Ba mẹ của anh thì không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà chủ yếu là do anh thôi. Anh hay đặt nặng cái vấn đề làm dâu thôi chứ không gì hết. Chỉ cần chấp nhận làm dâu là được, con không có yêu cầu gì nhiều hết. Pháp mà thử hẹn hò như thế nào, cái thời gian mình rảnh ở đâu đó? Nhưng mà công việc của anh hiện tại thì thời gian nó cũng hơi khó khăn. Một tháng chắc mình, nếu mà em có thể cho anh cơ hội thì có mình gặp nhau được khoảng 2-3 lần. Anh sẽ thường nghỉ vào cuối tuần ha? Đúng rồi, anh thường nghỉ vào cuối tuần. Em có thường về nhà không? Cuối tuần em có thường... Dạ không, hiện tại thì ngoài việc đi làm thì em còn đi học. Thì em học sẽ vào cuối tuần. Thì một tuần thì em có thể là rảnh ngày Chủ nhật. Có gì thời gian đó thì em cũng có thể tạo điều kiện cho anh gặp, chúng mình gặp nhau rồi tâm sự nhiều hơn. Dạ. Nếu mà chúng ta tiến xa hơn thì mình có thể bao lâu mình kết hôn được? Em nghĩ là cái này nếu mà mình hợp thì khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa là 29 con mới lấy chồng ha? Dạ, tại con đi học khoảng 2 năm nữa con mới xong rồi. À vậy thì con phải nói cho anh hiểu. Chứ anh cũng nôn dữ lắm rồi, anh 29 rồi. Anh thì cũng không nôn lắm nhưng mà ba mẹ ở nhà đang hối nhiều quá. Dạ. Đó thì 2 năm thì Phát thấy sao? Tại bạn đi học 2 năm thì anh vẫn chờ được. Ừ, bạn đi học chứ không phải là bạn chưa muốn lấy chồng. Dạ, dạ. Thôi bây giờ là Pháp, em tiến tới ha. Em nắm tay bạn gái đi à, coi truyền cảm xúc cho nhau. Rồi em hát tặng bạn gái bài gì đó. Hôm nay đến với chương trình anh không có gì hơn tặng cho em một bài hát. Anh hát thì không được hay lắm, cũng mong em cố gắng chấp nhận. Bài hát mang tên Chân Tình. Và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dạ hôm nay tới đây thì mặc dù là em tặng anh chậu lan vũ nữ nhưng mà không có bài hát về lan vũ nữ nên là em sẽ hát tặng anh bài Nhánh Lan Rừng. Dạ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Với qua biên giới anh sẽ tặng người thân,
ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi. Chúc mừng người linh trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân đi trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh làn rừng. Cảm ơn nhiều. Em có hay tính hay ghen không? Dạ em thì em không có ghen, chủ yếu là do anh tự giác thôi. Nhưng mà con nói cho anh nghe, sao con lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ con thích tác phong của quân đội ạ. Mấy anh thì rất là nghiêm chỉnh, nề nếp. Tính của con thì cũng hay bộc phát á, nên con muốn có người kìm cái tính của con lại. Anh có kìm được không anh? Rồi cái tính này anh sẽ rèn em được. Bây giờ nào Pháp nắm hai tay bạn gái lại, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Mình suy nghĩ gì về người đối diện, mình mong muốn gì, nói từ trái tim của mình đi Pháp. Vì cái lần này là lần đầu gặp gỡ, anh rất có cảm tình với em. Anh hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu và tiến xa hơn. Bài hát lúc nãy là anh chỉ dự định là hát trong cái ngày đám cưới thôi, đám cưới của anh thôi. Anh hy vọng người đó là em. Dạ, cảm ơn anh. Chúng ta dành ra 30 giây để lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự đây là nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng đừng ngại ngùng bấm nút, còn không chúng ta đừng bấm nút để dành cái nút bấm đó cho nhiều người khác. 1, 2 đó, người ta 1, 2 là bấm rồi, không chờ tới 3 luôn đó. Thiệt là dễ rồi, sợ. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta hẹn hò nhau nắm tay đó, chính xác như vậy. Pháp xem như là gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình. Mình chào gia đình cái, xong mình xin phép gia đình là cho tụi con hẹn hò với nhau. Con chào hai bác. Con hôm nay xin phép hai bác được cho con được tìm hiểu với Hạnh. Con xin hứa nếu mà con với Hạnh tiến xa hơn nữa thì con sẽ chăm sóc Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Trời ơi, cưng ghê không? Có nói gì với ba má ruột mình không? Dạ, nếu mà ba mẹ xem chương trình này thì ba mẹ cũng an tâm rồi. Con chọn được con dâu tốt cho ba mẹ. Rồi xin phép em cho anh. À, cho anh xin phép. Được không? Được, cái nữa đi, cái bên kia cho nó đều. Còn trở bên nữa không? Trời ơi, có phải cặp vậy đó. Cô Vân chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, cũng cảm ơn. Chào nhau rồi chào thủ trưởng ấy đó. Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng gặp cặp đôi thứ nhì. Cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 á. Em cao 1m69.5. Không hỏi. Không hỏi. Vô số kể, yên tâm. Bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Ngang vai. Tóc ngang vai. Ngang vai mà. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào bạn gái bên kia hàng mùng tơi. Xin chào các khán giả có trong mặt trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Cao Bum. Năm nay 29 tuổi, cấp bậc thượng úy. Hiện tôi đang công tác ở Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Em hiện đang ở Biên Hòa. Biên Hòa ha. Mời nhà gái nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia và toàn thể mọi người ở đây. Con tên là Lê Thùy Dung, hiện đang làm kế toán tại trường mầm non, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dung bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 27. Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, ở đây Biên Hòa thì cũng gần. Cũng gần đúng không? Đúng ở rồi, giữa. Đi cũng thuận lợi lắm. Nhà trai cho nhà gái biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Cái điểm mạnh của em thì theo như anh em bạn bè trong đơn vị nhận xét, vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Được, tức là không ngủ ngáy. Không ngủ ngáy hả? Sao em biết? Người khác em ngủ trưa. Và em chưa ngủ chắc trưa. Là lớn lớn nhiều khi ngáy dữ lắm á. Rồi, sao nữa? À, điểm đó là điểm mạnh đó hả? Vâng, Vậy là mấy ông nào điểm yếu là ngủ ngáy là yếu lắm á. Em thì không thù dai. Không thù dai. Vâng, chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua hết. Chỉ có thù giặc thôi. Vâng.
thì thoảng cũng để bụng tí và để bụng tí có quyển sổ để ghi lại. À, trời ơi không có thù dai mà ghi sổ thôi á. Vâng, thì mình đỡ phải nhớ. Còn gì nữa? À, điểm yếu thì em hơi trầm tính, có người nhận xét là cũng hơi kỹ tính một chút ạ. Mình nói về cái điểm mạnh và điểm chưa mạnh của mình. Dạ, điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là trước đám đông lại hơi căng thẳng á. Bị căng thẳng đúng không? Bị run đúng không? Dạ. Ừ. Với lại nó nhỏ quá, tôi qua tôi nghe chứ coi tôi... bên đàn trai không nghe được gì chứ á. Sao kỳ vậy? Rồi, trời con gái. Dạ. Thoải mái lên nào. Với lại là hay suy nghĩ ạ. Hay suy nghĩ ha, suy nghĩ về gì? Suy nghĩ hay là suy diễn? Có một chuyện nó xảy ra thì mình suy nghĩ nhưng mà lại nhiều khi đôi khi nó hơi quá. Cái vấn đề nó không có như vậy trầm trọng như vậy. Dạ, nhưng mà mình lại cứ đúng tưởng rồi, mình nghĩ ra cho nó quá lên. Như vậy là nó sẽ lập rơi vào suy diễn đó. Mấy cái chính chính là như vậy ạ. Còn mấy cái nhỏ nhỏ thì điểm yếu đó là đúng là điểm yếu đó. Rồi mình có năng khiếu gì không? Dạ cũng biết nấu ăn, với lại là cũng thích làm bánh. Làm bánh, bánh gì? Dạ giả sử như là dạ đây bánh bông lan. Mình nhìn là mình nghi rồi, mình nghi là bạn này làm rồi. Đó. Còn dạ, đó. Bánh bông lan rồi hoặc là bánh trung thu, các loại bánh. Mai mốt làm bánh bán, mở tiệm bánh cũng được. Dạ. Bây giờ mình có thích văn nghệ không? Sẵn đây thì con cũng xin hát một đoạn thôi ạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Dạ em xin hát. Sao bạn Nam tưởng tượng cái giọng anh như thế nào? Anh là giọng rất là trong trẻo và hay ạ. Em chào chị cưng ạ. Ừ. Em nói cho bà mới biết em có mấy mối tình. Em thì mới trải qua một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chia tay vì hồi em học ở xa, thành ra là tình cảm nó cũng dần dần nó vơi theo cánh thư nên là sao mặt cách lòng đúng không? Vâng, sao mặt cách lòng đấy. Bên đằng nhà gái có mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức là có 2 mối tình ạ. Chính thức đó hả? Dạ. Còn không chính thức là mấy? Dạ không, nó chỉ ở mức tìm hiểu thôi thì chắc không tính đâu ạ. Mối tình dài là được mấy năm? Dạ, được gần 1 năm. Cái thời điểm đó công việc cũng đang bấp bênh. Mà cái thời gian gặp nhau nó cũng không nhiều. Rồi đôi khi cảm giác như là hai người không thể hiểu được cho nhau. Rồi. Nên là nó có không ghen đến không đâu. Nè, bây giờ cô hỏi có ghen không? Dạ, thực chất là ai cũng ghen hết á. Nhưng mà cô ở mức vừa phải thôi. Vừa phải thôi phải không? Dạ. Em nhưng mà gia đình em có cho lấy chồng bộ đội không? Bởi vì biết lấy chồng bộ đội là chúng ta phải hy sinh về cá nhân của mình rất là nhiều luôn á. Dạ, thực chất là ba em cũng là bộ đội. À. Dạ, bây giờ ba về hưu rồi. Ừ, rồi ba có dặn gì khi lấy chồng bộ đội gì không con? Từ nhỏ đến giờ ba nói là thôi đừng có lấy chồng bộ đội nữa, lấy chồng bộ đội cực lắm. Vậy à? nhìn noi gương mẹ thôi đừng có lấy nữa. Ừ, nhưng mà tại sao con lại vẫn quyết định lấy chồng bộ đội? Dạ thì cảm giác như là bộ đội thì chín chắn hơn, những lúc mà xa thì không nói nhưng mà những lúc gần thì người ta sẽ bù đắp cho mình những cái lúc mà mình thiếu hụt tình cảm. Vậy con quyết lấy chồng bộ đội ha. Dạ. Đó. Rồi con diễn tả cái mẫu hình lý tưởng của con như thế nào? Cao trên 1m7 ạ. Em cao 1m69.5. 69.5 rồi. Dạ được luôn. Quá được luôn. Dạ. Không hỏi. Không hỏi. Yên tâm. Vô số kể. Yên tâm. Tự này nó nhạy cảm quá. Cái gì nhạy cảm? Ông không được bị hói đâu mà ông nhạy cảm. Có những người hơi hói đó. Nói chung mấy người hói có tài lắm ạ. Anh hơn em. Rồi sao nữa nè? Không hô. Không hô. Dạ. Da ngâm. Da ngâm luôn. Quá ngâm luôn. Rồi bây giờ đó bạn bên đây sao nè? Thì em thích bạn nữ là tóc dài một chút. Thì ngang vai, tóc ngang vai. Ngang vai là. Thì bạn ấy vui vẻ. Hơn hết là cũng phải thông cảm cho công việc của chúng em. Bởi vì chúng em thực ra mà nói là bộ đội thì thời gian nó hơi eo hẹp một chút. Thì nếu mà công việc thì chúng em phải báo động là phải đi ngay. Nói chung vợ đang đẻ báo động cũng phải chạy đúng không? Trường hợp đấy thì lại được đặt cách ưu tiên thì vẫn chẳng hạn vợ đẻ thì vẫn có thể gọi là đơn vị tạo điều kiện được. Nói về để cho đàn gái hình dung được là bộ đội cũng vất vả lắm. Lo gì, bố của người ta là bộ đội mà. Thì đó. Nhìn mẹ là biết rồi, suốt thời gian đó là biết rồi. Mới khuyên không con nên lấy chồng bộ đội đó. Thì đó, nhưng mà vẫn lấy bởi vì sao thần tượng bố. Cho nên là em yên tâm là tất cả những gì thuộc về bộ đội
là cô này cô đã nắm hết rồi. Yeah. Vấn đề ở đây là cái điều mà em nói ra đó ha, là chị thấy bên đây cũng phải 80% rồi. Thông cảm cho bộ đội là chắc chắn là thông cảm rồi. Ha. Em không thích điều gì với bạn gái? Thiếu tâm lý một tí, không tinh tế và đặc biệt là không thủy chung. Có thủy chung không nè? Dạ, thủy chung chứ. Thủy chung son sắc đúng không? Dạ. Rồi có thực tế không? Tế ạ. Người sống có thực tế đừng có sống ảo á. À, dạ, thực tế. Ừ ha, không dạ. Ảo, không ảo giác gì dạ, ha, đúng dạ, không? Dạ. Lâu lâu ảo xíu cho nó khác biệt thôi ạ. Bạn gái không thích điều gì ở bạn trai? Keyboard. Mình có keyboard không nè? Chắc xíu xíu hả? Xíu hả? Tiết kiệm hay là... Tiết kiệm, gọi là tiết kiệm. Tiết kiệm đó. Tiết kiệm chứ không phải là keyboard đúng không? Dạ. À, gia trưởng. Có gia trưởng không? Em không. Ừ, không, không gia trưởng. Nhìn mặt này không phải gia trưởng. Từng có em gái mưa, em gái nắng gì nhiều. Có mưa nắng gì không với em gái nào không? Dạ không. Mình là mấy mối tình? Em một. Một, bên đây ta hai mối tình vậy mình mưa nắng hơn người ta nữa. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với sếp của em, gia đình của em, chú và em gái với bạn ạ. Rồi, xin mời đại diện gia đình bạn gái. Gia đình mới đi hùng hậu quá ha. Dạ, ba mẹ nói là phải đi cổ vũ con gái mau lấy chồng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Xin chào mọi người trong khán trường. Tôi là bố của cháu Thủy Dung. Cháu trai bên này tôi thấy rằng là đúng là một người lính chuẩn. Bởi vì bản thân tôi thì cũng tham gia quân đội là cũng 33 năm, cũng mới về hưu được hơn năm nay. Nhìn thấy bộ đội là tôi rất cảm tình, tức là nói như bà xã hôm nay nếu mà lên mà gặp được cái bộ đội thì là bản thân là có đồng minh rồi đấy. Đồng minh rồi. Đấy. Thì đây là một cái cơ duyên. Thì cũng mong là sao là hai cháu tức là bấm nốt rồi tiếp tục tìm hiểu. Rồi tiến xa hơn nữa thì có cái ngày vui để rồi là báo cáo cùng với chương trình. Để xin hết. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn bố. Anh trai, đi với ai? Em đi với lại các thủ trưởng cho đơn vị và có chú và thím của em. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Xin chào gia đình bạn gái. Tôi tên là Đỗ Văn Bình, là chủ huy đơn vị chỗ đồng chí Bun công tác. Nói về đồng chí Bun ở đơn vị thì là một đồng chí luôn được thủ trưởng cấp trên cũng như đồng chí đồng đội tin tưởng, yêu quý. Và qua lời tâm sự cũng biết hai bạn có vẻ cũng khá hợp nhau. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Về để nhận xét thêm thì xin phép chú cho đồng chí Bun. Dạ, đã mời chú ạ. Chú quan sát thấy là cũng rất là tốt, tính nét như thế là cũng đạt. Thì chú mong là sau cái buổi gặp gỡ hôm nay ấy, thì các cháu tạo điều kiện nhiều hơn để tìm hiểu sâu hơn nữa. Nếu mà tốt hơn là tiến tới một cái ngày vui nữa thì gần đây để cho đơn vị rồi thì gia đình sẽ có cái cuộc vui hơn. Dạ. Xin hết và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Ôi, ôi nguyên cái máy bay luôn kìa. Thôi đây bây giờ cứ nhận cái này mà trước. Anh đã chuẩn bị từ khi biết được tin mình được tham gia vào mối hẹn hò. Dạ. Hơn 2 tuần. Đơn vị anh là hơn 100 con người chuẩn bị món quà này, gửi gắm rất nhiều hy vọng tặng đến em. Dạ, đây, cảm ơn. Anh để đây cho em. Còn đây là món quà em tặng anh là ít bánh em làm thêm một cuốn sách để có gì anh đọc thời gian rảnh. Nó có tựa đề là mọi khoảnh khắc đều là quý giá. Hôm nay em gặp anh thì cũng là một khoảnh khắc quý giá mà em có. Thì trong đây em có ghi một ít là nhắn nhủ. Thì có gì mong anh sẽ đọc cuốn sách này và nghĩ đến em. Rồi, xin phép đọc luôn. Nắng kia là của mặt trời, còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa, anh xem đã thích em chưa hay rồi? Dạ. Thì có nghĩa là câu đầu tiên thì chắc chắn là em có câu trả lời rồi. Còn câu thứ hai thì chắc để tương lai anh trả lời cho em. Rồi thôi, hai đứa về đây ngồi tâm sự nè, nói chuyện với nhau nào. Hồi nãy em thấy anh nói là anh khó tính á, thì anh không biết anh khó tính ở cái vấn đề nào ạ? Anh không khó tính, anh chỉ kỹ tính thôi. Việc của anh là làm bên kỹ thuật. Dạ. Thì nó cũng giống như cái toán của em ấy, là cũng phải tỉ mỉ chi tiết. Có một chút thì nó ảnh hưởng công việc, nó hơi kỹ tính, cũng hay để ý những cái chi tiết nó hơi nhỏ một xíu. Nhỏ là nhỏ như thế nào anh? Cái chuyện mà em hay suy diễn thì anh nghĩ là cái chuyện anh sẽ chấp nhận được. Hồi nãy anh có nói hơi xíu xíu keyboard ấy. Thì giả sử như đi chơi hay gì đi thì anh nghĩ sao về vấn đề bên nào sẽ trả tiền hay là gì đó không? Đi chơi thì anh nghĩ là nên bên con trai trả tiền sẽ tốt hơn. Đằng nào thì mình cũng là người trưởng thành rồi, cái việc không nên so đo tính toán những cái chuyện đấy. Quan điểm của em về tình yêu, về cuộc sống sau này như thế nào? Nói chung là xây dựng tình cảm từ hai phía rồi cùng nhau cố gắng vun đắp. Không ai là hoàn hảo cả thì cũng sẽ có những lúc mà xảy ra
cãi vã, mong là sẽ là ngồi lại nói chuyện với nhau chứ không phải là kiểu như sẽ giữ cái một cái sự im lặng. Anh cũng không thích kiểu chiến tranh lạnh lắm. Dạ. Tốt nhất là mình nên bày tỏ như vậy thì tốt hơn. Vậy nếu mình mà tiến triển tốt thì em thấy đến bao giờ thì mình có thể tiến tới được hôn nhân? Em cũng không quan trọng thời gian, nghĩa là hai bên tìm hiểu đến một thời điểm mình cảm thấy cả hai thật sự cần nhau thì mình tới thôi. Vấn đề của hai bạn bây giờ là cái địa lý nè. Thì như em thì nếu đơn vị tạo điều kiện cho phép thì em sẽ đến chỗ bạn ấy thăm gia đình, xin phép cô chú là cho tìm hiểu. Nếu nhiều thì tuần được một lần, còn nếu ít thì tháng được khoảng 2 lần. Dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới cô gái, nắm tay cô gái để trao những cảm xúc, nhìn thẳng vào mặt nhau. Thì em thì em biết âm nhạc hay âm nhạc cũng không biết em lắm. Rồi thực ra là trước khi em hát em mong mọi người đó, bây giờ tới hát rồi đó, có cà chua thì cất đi. Tiến tới đi. Xin hát một đoạn trong bài Trái tim người chiến sĩ. Nào, nắm tay nào. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời người chiến sĩ giản dị thật đáng yêu. Một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su. Những anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời. Vì anh có một trái tim, một trái tim. Xúc động quá. Vâng, thôi thì anh là anh có một trái tim trong sáng, thuần khiết và đẹp đẽ như lời bài hát ấy. Dạ. Anh nguyện ý trao cho em thì em hãy cho chúng ta cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha, bấm theo sự mách bảo của con tim. 3 2 1 Hết thời gian. Đồng điệu luôn á. Hai cái cặp luôn. Ghê thiệt. Nắm tay nào, nắm tay nào. Đó. Hôm nay đến với chương trình được gặp bạn Dung là một điều rất là may mắn và cũng là xúc động trong lòng của cháu. Thì cháu cũng xin phép hai bác trước hết cho chúng cháu được làm quen tìm hiểu nhau. Cô chú với các anh tạo điều kiện cho hai đứa em tìm hiểu nhau. Rồi bây giờ thì mình xin phép để mình được hôn cái nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái. Cháu xin phép chú, các anh, các mẹ em luôn. Thôi. Vui quá. Đây, hôm nay lấy một quà của nhau. Hôm nay đơn vị mình thắng lợi quá cơ. Phát nào trúng phát đấy. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thật ngọt ngào, thật yêu thương nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, chúc hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa thấy format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và những số này là những số đặc biệt dành cho quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong rồi hai người đánh đổi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện,
Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng, đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt lại hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi ạ. Trời, nhát nhát thì cũng 2 mối rồi. Vậy mình có mấy mối tình rồi? Vậy thực sự ra thì con là hiện đang là single mom. Con có 2 bé bi rồi. 2 bé rồi? Dạ, dạ 2 bé trai. Lớn là nhiêu? Con thì lúc trước thì con lập gia đình cũng hơi sớm. Bé lớn con hiện tại là 10 tuổi. Ồ. Bé nhỏ thì 5 tuổi rồi. Rồi ở với mẹ luôn? Dạ, ở với mẹ luôn. Vậy mình nuôi con luôn? Dạ. Vất vả nha. Dạ. Mình chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Thì con bao chia tay năm rồi? Chất ra thì chia tay với ông xã thì lúc trước thì chia tay với ông xã là lúc bé lớn. Nhưng mà tại vì lúc đó con cũng còn nhỏ tuổi, là cái suy nghĩ nó cũng không, nó cũng bồng bột và nó còn hơi có một chút mềm yếu. Nên cứ dây dưa với ông xã miết thôi. Thì hiện nay là đã chấm dứt hẳn luôn là 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Rồi. Em nghe bên kia nói đường tình duyên vậy rồi. Mình nói đi, mình đường tình duyên mình thế nào? Em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, em cũng cũng trải qua 2 mối tình. Một mối tình là cũng là trải qua một quá khứ rồi. Nay được 4 năm rồi. Nhưng mà em sống với người đó được 8 năm. Nhưng mà em có 3 đứa con. Ê. 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 Giờ 3 đứa con ở với ai? Dạ, ở với em hết. Lớn nhất là ở với em hết luôn hả? Dạ. Lớn nhất 12 tuổi rồi, học lớp 6 rồi. Nhỏ nhất? Nhỏ nhất học lớp 1, 7 tuổi. Trời ơi. 3 đứa nhỏ ở với em đông rồi. Ai giữ nhỏ? Ở với ba mẹ người quê. Quê ở đâu? Ở Đắk Lắk anh. À, giờ đi là lúc thằng cu nhỏ là còn chút xíu rồi, nó biết đi ăn chững rồi. Nó đi này lâu rồi. Rồi hai đứa không sống với nhau là 4 năm. Bố mẹ của em chắc còn trẻ đúng không? Dạ, bố mẹ con 50 tuổi. À đó thì dạ. Chắc là nuôi cháu vẫn còn rất là tốt. Rồi bây giờ mình cố gắng làm sao đó mà mốt mình lo cho con này kia rồi con vợ với mình luôn ha. Em trai ha. Dạ, nói chung là em rất là chịu khó. Nói chung là ham làm lắm, làm lo cho con cái là chính. Đúng rồi. Bây giờ em chỉ nói chung là em cũng thật tình là em lên đây cũng mong muốn kiếm được một người vợ biết hiểu thương nhau và sống chung thủy với nhau mà lo cho con cái và không có lên nhanh, không có mà phải xa đọa như vậy. Em chỉ mong muốn như vậy thôi đúng không? Rồi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì sống chung thủy với vợ, với chồng, với con, biết lo làm ăn, biết thương cha mẹ và mà phải có trí thú lo làm ăn là được rồi. Rồi em thì sao? Đối với con thì con cũng như vậy à. Thì con cũng đến đây cũng mong muốn tìm được một người thì biết yêu thương, biết hiểu, thông cảm và sẻ chia. Và nhất là về cái công việc của con. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay thì đến đây thì con mặc như thế này là rất là bánh bèo rồi. Thì cái công việc của con thì con hơi có một chút cá tính trong công việc. Con cá tính là chỉ là do cái tính chất công việc thôi. Nhiều khi con mặc đồ cũng rất là sexy. Nhưng mà cái đó là sau khi cái công việc của con lại về nhà con cũng bánh bèo như thế này. Đó. Bởi vậy nhiều khi thì con sợ nếu như những cái bạn trai khác á, người ta thấy con như thế á, thì người ta gọi là thích hình thức bên ngoài thôi. Trong cái giai đoạn đầu và khi người ta tiếp xúc thì người ta biết cái tính chất công việc con như vậy, người ta nói là con là không đàng hoàng này kia nọ, con không thích điều như thế. Con cần một người là hiểu, không có ghen tuông đó, phải hiểu cho công việc của con và thông cảm được công việc của con. Quan trọng là con đối với cái người đó như thế nào thôi, chứ đừng có nhìn thấy là con đối với những cái khách hay là kia đâu trong công việc của con. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai em gặp mặt ra. Rồi cứ tâm sự chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi buôn. Chào em. Hoa. Thôi để tí nữa, giờ anh tặng cái này trước. Để tới chương trình anh có gì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Đó là chiếc đồng hồ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Đeo vô luôn.
Buôn tặng đồng hồ là có ý nghĩa gì vậy Buôn? Ý nghĩa đồng hồ này là cái thời gian nó quay này là nói chung là lúc nào cái thời gian này cũng là em ở bên cạnh của Hiền. Em cầm cái hộp đi. Hơi rộng tí. Cháu sao em cảm ơn anh. Em cũng có món quà để gửi tặng anh. Cái này là một cái cây mà nó tượng trưng cho cái tình cảm hoặc là cái tình yêu, mặc dù tình yêu hay là tình bạn giữa em và anh sau này có như thế nào, có thành đôi hay không đi chăng nữa, thì nó giống như cái cây mà chúng ta tưới nước á, thì nó sẽ tốt mãi và nó vươn cao, nó to lớn. Thì giống như tình cảm giữa em và anh á, nếu như chúng ta chịu khó vun đắp á thì nó sẽ càng phát triển, nó bền vững hơn. Ở đây em gửi tặng anh. Bây giờ hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận với nhau thế nào? Lần đầu tiên em thấy anh như thế nào? Em thấy anh thì có một chút gì đó hơi gọi là hơi buồn ở trong lòng thôi một, đúng không ạ? Nói chung là không phải là buồn, nhưng mà anh nhưng mà lần đầu tiên lên sân khấu nó hơi nhút nhát một tí thôi, không có buồn cái gì hết. Thì tổng thể thì em thấy anh thì dễ nhìn, khá là đẹp trai. Cảm ơn em. Dạ. Anh cũng cảm nhận em là con người cũng nói cũng dịu dàng, cũng dễ thương. Thì nói chung là anh cũng cũng bị lỡ làm một chuyến đò, nên anh cũng mong muốn là ngày hôm nay anh gặp được em là một người cho anh một cơ hội để mà đến với nhau, mà để mình vun đắp với nhau mà đi đến tương lai. Dạ. Cái lúc đầu nãy thì em nghe có nghe nói là quê anh ở Đắk Lắk. Đúng rồi. Anh làm ở Bình Dương, là hiện tại là anh làm anh ở trọ đó hay là bây giờ là nhà ở trọ? Nếu như em với anh đến với nhau đúng không, thì anh có 3 đứa con và em có 2 đứa con, thì anh cảm thấy anh kham nổi hay không? Cái điều đó thì anh cũng biết, anh cũng suy nghĩ, nhưng mà bây giờ anh nói em là vấn đề đó, mình yêu thương nhau, mình vun đắp nhau thì mình sẽ lo lắng nhau được, thì những điều đó nó sẽ vượt qua được. Thì chắc chắn là nếu như mình chấp nhận vì nhau thì những cái đó là không gọi là cái khó khăn. Đúng rồi đó. Thôi mình đứng lên cùng tiến về nhau và mỗi người hát một đoạn nào tặng nhau ha. Nói hát là em hát không được. Rồi cứ tới cho bạn nữ sẽ hát cho em nghe. Hai người nắm tay nhau nhìn thẳng vào nhau. Rồi, bạn nữ có thể hát trước. Con gửi đến tất cả những quý khán giả như là cô chú, anh chị em có mặt trong trường quay cùng với chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Một ca khúc này cũng khá là quen thuộc, một sáng tác của tác giả Nguyễn Văn Trung, Cầu Vồng Sau Mưa. Và con hát một đoạn nữa nha. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mưa, em vô tình nhớ một vòng tay. Nhưng rồi em tìm thấy những nụ cười cho em niềm vui. Tạm biệt nhé những nỗi đau ơi, tạm biệt nhé nỗi nhớ không rời. Vì có anh, em chỉ cần một vòng tay anh ôm lấy em, để ngày mai em biết điều hơn, niềm hạnh phúc mới đến dịu em. Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu. Anh không có hát được nhưng mà em nhắm mắt lại. Dạ. Em nhắm mắt lại đi. Anh Bường Linh đếm giúp em nha. 1 2 3. 3. Mở mắt ra. Hôm nay là đến chương trình này, anh chỉ có đó hồng anh tặng cho em. Một bó hoa hồng này là tượng trưng cho cái tình thương của anh và em, lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng mãi bên nhau. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên có một người con trai mà quỳ gối và tặng em một cái đó hoa thật là xinh như thế này. Và em rất là hạnh phúc luôn ạ. Và em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con và anh đã có duyên gặp nhau ở đây. Và em cũng xin gửi lại anh một cái câu nói là chúng ta gặp nhau ở đây là duyên phận. Và chúng ta có bấm nút hay không cũng là duyên phận. Và em hy vọng điều đó anh chắc chắn sẽ là xảy ra. Anh sẽ bấm nút trước em. Rồi,